Ok, chúng ta cùng vào giải từ luyện tiếng Anh IOA lớp 4 vòng 10 các nha. Thầy sẽ giúp chúng ta bài tập đầu tiên. Trí quan sầm nghéo. Câu hỏi này có hai cách trả lời. Một là yes, I do. Hai là no, I don't. Do you want some milk? Bạn có muốn một ít sữa không? Ta có thể hỏi do you want bất kỳ. Do you want some milk? Do you want some water? Do you want some bread? Etc. Bạn có muốn cái gì đó không? Yes, I do. Và no, I don't. Yes, I do. Thank you very much. You're. Khi một người nói thank you, cảm ơn, thì mình đáp lại bằng cách mình nói you're welcome, có nghĩa là không có gì. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì. Thank you. You're welcome. Ok. Như vậy là you're welcome. You're welcome là câu mình dùng để đáp lại một lời cảm ơn. You're welcome. Choose the odd one out. Chọn một cái từ khác loại trong bốn từ. Go, sing, run, song. Go là đi, sing, hát, run, chạy, song là bài hát. Như vậy từ khác loại ở đây là bài hát. Danh từ. Number four. When's your birthday? When's your birthday? Ngày sinh nhật của bạn là ngày nào? Is June 6th, the 6th. Như vậy ở đây phải chọn một giới từ phù hợp. Đứng trước từ chỉ ngày tháng thì giới từ là on. Các em nhớ nhé, giới từ on là đứng trước ngày tháng. Giới từ in là đứng trước tháng hoặc năm. Ok. Rồi, một nhắc lại một lần nữa này. On đứng trước ngày. On đứng trước ngày tháng. In đứng trước tháng. In đứng trước năm. Ok. Rồi. Be you on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on the 6th of June, on the 7th of May. Nhưng mà lại in trực tháng, ví dụ in April, in May. Hoặc là trực năm, in 2021. Ok. So here is on. See. Can she speak Vietnamese? Khi mình muốn hỏi ai đó có thể làm được gì đó hay không, mình dùng chữ can cộng với cái hoạt động đó. Ví dụ, can she speak Vietnamese? Can she speak English? Can she dance? Can she cook? Và mình muốn hỏi câu ấy thì mình đổi chủ ngữ he. Can he? Can he sing a song? Can he play the piano? Và đối với câu hỏi này mình có hai cách trả lời. Yes, can. No, can't. Hỏi she thì trong câu trả lời phải chứa she. Yes, she can. Hoặc no, she can't. Thì ta quan sát bốn đáp án này, chỉ có đáp án C là phù hợp nhất. No, she can't. Ta chọn C. Are these your pants? Đây là dạng câu hỏi kia có phải là cái gì đó hay không? Đây có phải là cái gì đó hay không? Sorry. Are these your pants? Đây là những cái bút của bạn à. Are these your pants? Bây giờ ta thay chủ ngữ, thay danh từ vào đây để ta hỏi bất kỳ cái gì. Are these your books? Are these your rulers? Are these your school bags?
Đây là cả gì đó của bạn phải không? Are these. Và kia là thì mình thay are these bằng are those. Are those your pens? Kia có phải là những cái bút của bạn không? Are those your books? Are those your rulers? Okay. Câu hỏi này chúng ta cũng có hai kiểu trả lời. Yes, they are. Hoặc no, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. D là hợp lý nhé. Ok. John from Canada? No, he isn't. John có phải là đến từ nước Canada không? Không. John. Is John. Is John from Canada? C. How? Peter. He's 12 years old. Đây là câu hỏi tuổi. How old is Peter? A. Ok, câu số 9 nào. These my kites. Đây là dạng câu nói. Đây là những con diều của tôi. Ta dùng these are. Ví dụ, these are my kites. These are my toys. These are my cars. These are my books. Đây là những cái gì đó của tôi. Và cách nói thứ hai kia là ta dùng those are. Those are my books. Those are my rulers. Those are my t-shirts. Kia là cái gì đó của tôi. Ok. So these are. C is correct answer. Where is the ball? Quả bóng ở đâu vậy? Where is the ball? Ta dùng câu hỏi này để ta hỏi bất kỳ cái gì đó ở đâu. Where is the ball? Where is the ruler? Where is the book? Where is the crayon? Và ở đây chỉ có một quả bóng thôi. Nó là số ít các em nhé. Như vậy ta sẽ dùng is. Is. It is. In the tree. Where is the ball? It is in the tree. Quả bóng đâu rồi nhỉ? Nó ở trên cây kìa. Is in the tree. Ok, chúng ta cùng làm bài số 2 nha. Có 10 câu, 20 phút trả lời. Ok. Đây là dạng bài gì đây nhỉ? It's Monday. Oh, đây là dạng bài nghe các em nhé. Chúng ta nghe và chọn A, B, C, D. Ok, now listen. One. It's Monday. Listen again. It's Monday. It's Monday. It's today. It's Sunday. It's Friday. It's Monday. See. There are two boards on the wall. Listen again. There are two boards on the wall. There are two boxes on the wall. There are two boards on the wall. There are two boats on the wall. There are two clocks on the wall. Listen again. There are two boards on the wall. There are two boards on the wall. Có hai cái bảng ở trên tường. Okay. She's beautiful. Listen again. She's beautiful. She's wonderful. She's pretty. She's beautiful. She's intelligent. Cô ấy tuyệt vời. Cô ấy đẹp. Cô ấy đẹp. Cô ấy thông minh. Listen again. She's beautiful. She's beautiful. See.
I like music very much. Listen again. I like music very much. I like English very much. I like music very much. I like music. I really like music. Tớ rất thích tiếng Anh. Tớ rất thích nhạc. Tớ thích nhạc. Tớ rất thích nhạc. Listen again. I like music very much. I like music very much. Where are the books? Listen again. Where are the books? Where is the desk? Câu này bị sai ngữ pháp mất rồi. Bởi vì desk là số nhiều mà là where is. Đúng ra là phải là where are the desks, những cái bàn ở đâu. Câu này sai ngữ pháp nhé. B, where are the books? C, where are the cooks? Là người nấu ăn, là người đầu bếp đây các bạn. Where are the cooks? Where are the boxes? Những cái hộp ở đâu? Now, listen again. Where are the books? Where are the books? B is correct answer. We have only 4 lessons today. Listen again. We have only 4 lessons today. We have only 4 lessons today. Hôm nay chúng ta chỉ học 4 tiết thôi. Ta xem B và C nói gì nào. We have only 4 pupils today. Hôm nay chúng ta chỉ có 4 học sinh thôi. We have only 4 actions today. Hôm nay chúng ta chỉ có 4 hoạt động thôi. We have only 4 sisters today. Hôm nay chúng ta chỉ có 4 chị gái thôi. Now, listen again. Nghe lại nhé. We have only 4 lessons today. 4 lessons today. A is correct answer. Oh, I love math. Listen again. Oh, I love math. Oh, I love art. Oh, tớ thích môn mỹ thuật. Oh, I love math. Oh, tớ thích môn toán. Oh, I love Jack. Oh, tớ rất quý bạn Jack. Oh, I love that. Oh, tớ thích điều đó. Listen again. Oh, I love math. Các em nghe cái âm cuối nhé. Cái âm cuối đấy, nghe cho kỹ. Listen again. Oh, I love math. I love math. Các em nghe chị nhỏ nhỏ phía sau không? Nghe lại nhé, nghe cho kỹ này. Oh, I love math. Right? Oh, I love math. Phân biệt âm cuối này. Okay. B. There in the classroom. Listen again. They're in the classroom. They're in the classroom. Họ ở trong lớp học. They're in the art room. Họ ở trong phòng mỹ thuật. They're in the bathroom. Họ ở trong phòng tắm. They're in the bathroom. Họ ở trong phòng ngủ. Phòng mỹ thuật. Phòng tắm. Phòng ngủ. Lớp học. Cái nào nhỉ? Listen again. They're in the classroom. Classroom. A. Họ ở trong lớp học. Look at Tom and Tony. Who's taller? Listen again. Look at Tom and Tony. Who's taller? Look at Tom and Tony. Who is smaller? Hãy nhìn vào Tom và Tony. Ai nhỏ hơn? Smaller, nhỏ hơn. Look at Tom and Tony. Who is bigger? Ai lớn hơn? Look at Tom and Tony. Who is taller? Ai cao hơn? Look at Tom and Tony. Who is stronger? Ai khỏe hơn? Stronger. Now listen again. Look at Tom and Tony. Who's taller? Taller.
Hai, cao hơn. Where are the pens? Listen again. Where are the pens? Where are the tents? Những cái lều ở đâu? Where are the men? Những người đàn ông ở đâu? Where are the pencils? Những cái bút chì ở đâu? Where are the pens? Những ngòi bút ở đâu? Nó phát âm khá giống nhau các em nhé. Nghe kỹ. Listen again. Where are the pens? Where are the pens? D is correct answer. Ok, chúng ta đi vào bài số 3. Ok, đây là dạng bài điền chữ cái hoặc là từ còn thiếu. Summary, tóm tắt. Summary. I like apple. Tớ thích một quả táo. An apple. An apple. Num. Yes, number. Number. Số. Number. I'd like an ice cream. Here you. Mình đi đến quán mình mua kem. À, mình nói với ông chủ quán này, I like an ice cream. I like an ice cream. Ông chủ quán đưa và nói, here you are, here you are, của anh đây và mình trả tiền. Ok, yeah, here you are, here you are, của anh đây. I like an ice cream, here you are. Hoặc là ở trong nhà, right? Right, mình nói với mẹ, I like an ice cream. I like an ice cream. Mẹ nói, mẹ cầm quả que kem và mẹ đưa cho mình. Mẹ nói, here you are. Của con đây. Ok, tùy theo ngữ cảnh mà ta hiểu câu này các em nhé. Here you are. Mình đưa cái gì đó cho bạn. Mình nói, here you are. Của bạn đây. Here you are. Here you are. Ok. Five. Are four people in my family. Có bốn người trong gia đình của tớ. There are four people in my family. My sister tall. Chị của tớ cao. Tall. My sister is tall. Ta nói bất kỳ. My sister is tall. My sister is short. My sister is big. My sister is thin. My sister is young. My sister is old. Ok, tùy dùng ta. Next. Còn bốn tên cơ biến nữa. Because. Bởi vì. Because. These are books. Đây là những quyển sách màu hồng. Pink. Pink. Màu hồng. Ok. Chúng ta có những màu nào các em đã học nào? Yeah. Red. Yellow. Black, white, pink, purple, gray, blue, green, green. Okay? Yeah. Next. Number nine. Her sister is 12 years old.
Câu này rất dễ nha. Old. Her sister is 12 years old. Next. Number 10. Thank you very much. Câu này ta mới làm lúc nãy rồi. Thank you very much. You're welcome. Khi mà bạn nói cảm ơn, mình nói không có gì. Đấy. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì. Thank you very much. You're welcome. Welcome. You're welcome. You're welcome. Ta dùng câu này để đáp lại một lời cảm ơn. Cảm nhé. Bằng. Ok, chúng ta đi vào bài tập cuối cùng. 4. Đây là bài nổi từ vở tranh. Read a book. Read a book. Đọc sách. Read a book. Scissors. Scissors. Kéo. Scissors. Numbers. Numbers. Những con số. Jump. Jump. Nhảy. Jump. Jump. Okay. Cow. Cow. Con bò. Spoon. Spoon. Cái muỗng, cái thìa. Okay. Yes. Ok, như vậy chúng ta xong vòng 4 nhé. Cảm giải xong thì nhớ là nếu mình ghi lại kết quả thì sẽ được qua vòng khác. Còn nếu không mình có thể làm lại tùy các em nhé. Ghi lại kết quả hoặc làm lại. Ghi lại kết quả để qua vòng. Làm lại để luyện thêm. Bởi vì một lần các em làm lại thì nó sẽ có những cái đề mới. Đấy. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có thể giải đi giải lại nhiều lần. Okay? Yes.